Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Lê Ngọc. Năm nay mình 28 tuổi, leader của Sài Gòn Xanh. Và để mọi người biết về tập thể Sài Gòn Xanh như thế nào, hãy cùng Ngọc xem hết video nha. Sài Gòn Xanh là một nhóm tình nguyện viên tự phát, nhóm thành lập với tinh thần là yêu môi trường. Ban đầu là nhóm gồm có 2 thành viên quay clip và đăng lên TikTok, chỉ là lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm mà thôi. Tuy nhiên rất là may mắn có rất là nhiều các bạn trẻ hưởng ứng cái tinh thần của hai anh em hướng tới. Cho đến nay nhóm có hơn 300 tình nguyện viên và thu gom hơn 1.000 thùng rác trên 100 kênh rạch tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu thì cũng có những cái khó khăn riêng. Thứ nhất là về cái vị trí mà địa điểm mình làm việc nó xa với cái chỗ mình ở. Thứ hai là cái công việc này là rất là nhiều rủi ro nguy hiểm, như là kim tiêm mảnh sành và những thứ mầm bệnh nó luôn luôn ở xung quanh mình. Cái thứ ba là nắng nóng mệt là có. Khi mình làm những cái video đầu thì có rất nhiều người ủng hộ comment, nhất là vui hào hứng. Trong cái những comment tích cực đó thì nó cũng có comment tiêu cực, nhưng mà không vì thế là bọn mình nản đâu. Mình chỉ làm những thứ mà mình nên làm và đem những lợi ích cho xã hội, để cho người dân xung quanh những cái kênh rác đó sống một sống môi trường được là xanh sạch đẹp và thoải mái. Cảm giác của mình rất là rùng mình khi mà bước xuống lòng kênh và chứng kiến được những cảnh rác thải cũng như những gì mà dưới con kênh để lại, trong đó có cả kim tiêm. Trong quá trình tham gia Sài Gòn Xanh thì mình bị một tai nạn hy hữu, đó chính là đập đinh. Sau khi đập đinh, mình được anh em trong Sài Gòn Xanh sơ cứu và được tiêm vaccine. 2 tuần thì sức khỏe của mình dần ổn định và mình tiếp tục tham gia với anh em Sài Gòn Xanh. Trong một lần mình đi làm cùng với mọi người thì mình có một lần mình đã bị một cái vật sắc nhọn đâm vào gót chân. Thì lúc đó mình đã lên sơ cứu và các anh cũng lại giúp đỡ mình. Mấy anh đã không cho mình làm nữa và mấy anh bắt mình ngồi yên một chỗ đó. Thì mình rất là cảm động. Đêm đó mình về mình không ngủ được vì không ngờ mình lại có những người anh em tốt trong xã hội đến như vậy. Có khi nó còn tốt hơn người thân trong gia đình của mình. Trong lúc tham gia làm việc cùng Sài Gòn Xanh, mình đã gặp một tai nạn hữu, đó là bị đập kim tiêm. Sau đó mình có được các anh chị quản lý trong team hỗ trợ đi chở đi xét nghiệm và điều trị kịp thời. Mình cũng đã nghỉ một thời gian khoảng 1 tuần để phục hồi sức khỏe. Thời gian 1 tuần sau thì mình đã trở lại hoạt động bình thường. Hầu như đa số mọi người đều phản đối công việc này. Mày rảnh quá, mày tham gia cái đó làm cái gì? Ở đó mà không làm việc nhà mà lo việc nước rồi các thứ, rồi bảo là mày rảnh thì mày qua nhà tao mà dọn nè. Cứ mỗi ngày nghe thế mình lại càng có thêm động lực để mà đi làm việc tốt. Bởi vì mình nghĩ mỗi người sinh ra đều có những cái sứ mệnh, những cái quan điểm, những cái tư tưởng riêng, nên mình cũng không thể nào áp đặt cái suy nghĩ của mình đến với người khác được. Nên mình cũng mong muốn rằng gia đình cũng như là bạn bè có thể hiểu và hiểu được những gì mình đang làm. Hiện tại mình thấy là anh em Sài Gòn Xanh như cái mái nhà nhỏ vậy, là phải chia sẻ niềm vui nỗi buồn thương nhớ. Mọi người rất là hòa đồng, luôn giúp đỡ mình trong các công việc, mấy anh chăm sóc mình từng chút luôn. Nhất là những buổi ăn cơm cùng nhau, mọi người làm việc cùng nhau, mọi người chia sẻ tất tần tật mọi chuyện trên đời luôn. Và mình cảm thấy rất là may mắn khi là một thành viên trong gia đình Sài Gòn Xanh. Mọi người làm rất là dũng cảm và rất là hay, có thể là liệu mình xuống dưới mình làm những cái việc rất là ý nghĩa cho xã hội. Nhìn những cái thành quả đó mình rất là vui và có động lực đi làm tiếp những con kênh tiếp theo. Người ủng hộ nhiều nhất đó là ba của em. Thì ba em rất tự hào về em. Đó là lần đầu tiên mà em dám đứng nói chuyện với ba em như là 2 người đàn ông chín chắn. Thì mình muốn gửi gắm một vài lời đến các bạn trẻ ở ngoài kia. Thì tụi mình cũng là những người trẻ và tụi mình đang dám nghĩ, dám làm những điều mình muốn. Có thể là không phải cần làm như tụi mình, nhưng mà thay vào đó các bạn hãy thay đổi từ ý thức, từ chính hành động của mỗi người. Đôi lời con muốn gửi gắm đến gia đình của mình đó là mọi người trong Sài Gòn Xanh rất là lo lắng cho con, chăm sóc con từng miếng ăn giấc ngủ luôn ạ. Và mong muốn của mình được lan tỏa cùng với tất cả mọi người và cùng anh em Sài Gòn Xanh đi khắp mọi nơi để mà lan tỏa cái thông điệp này đến với hành trình xanh cho thế giới ngày càng tươi sạch.